Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Ông Trump tuyên bố mạnh tay với viện trợ Ukraine nếu tái đắc cử. Ghi nhận từ thông tấn xã Việt Nam, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ giải quyết xung đột Ukraine trước cả khi nhậm chức, trong trường hợp tái đắc cử trong cuộc đua tổng thống vào tháng 11 tới đây. Dẫn lời phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ tại một hội nghị phe bảo thủ ở Michigan, Mỹ vào ngày 15 tháng 6, trên kênh truyền hình Russia Today đưa tin, ông Trump tuyên bố sẽ ngừng việc gửi hàng chục tỷ USD cho Ukraine, cam kết sẽ giải quyết tình hình xung đột nếu như ông tái đắc cử trong năm nay. Tôi sẽ giải quyết vấn đề đó trước khi vào Nhà Trắng, với tư cách là Tổng thống đắc cử, tôi sẽ giải quyết vấn đề đó, ông Trump nói trước đám đông người ủng hộ ở Michigan. Trước đó, trong ngày 13 tháng 6, Mỹ cùng các nước thuộc nhóm G7 đã nhất trí một khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine, và khoản vay này sẽ được hỗ trợ một phần từ doanh thu trên khối tài sản 300 tỷ USD của Nga bị phong tỏa. Ông Trump nhiều lần cho rằng chính sách hỗ trợ quân sự không giới hạn cho Ukraine của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đẩy Mỹ tới một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và từng hứa hẹn rằng ông sẽ chấm dứt cuộc xung đột này trong 24 giờ nếu giành chiến thắng trong cuộc đua tổng thống. Bầu cử Mỹ 2024 thống nhất quy tắc cho màn đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên. Nguồn tin từ thông tấn xã Việt Nam cho biết, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Joe Biden và ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa Donald Trump sẽ đối đầu trong cuộc tranh luận kéo dài 90 phút với micro có thể tắt tiếng. Các bên vận động tranh cử của ông Biden và ông Trump đã thống nhất về các quy định cho màn tranh luận này. Theo CNN, cuộc tranh luận sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 6 tới tại thành phố Atlanta, bang Georgia. Có hai người dẫn chương trình và không có khán giả trong trường quay. Micro sẽ bị tắt tiếng trong suốt cuộc tranh luận, trừ khi ứng cử viên bật micro để phát biểu. Cũng theo quy định, hai ứng cử viên không được phép mang theo dụng cụ hỗ trợ hoặc mang theo ghi chú. Mỗi ứng cử viên chỉ được phát một cây bút, một tập giấy và một chai nước. Trong khi cuộc tranh luận diễn ra, nhân viên chiến dịch tranh cử của ông Biden hay ông Trump đều không được tương tác với ứng cử viên. Theo CNN, một số quy định của cuộc tranh luận này, bao gồm cả việc không có khán giả trong trường quay, sẽ khác biệt so với các cuộc tranh luận trước đây. Đài CNN cho biết những người điều phối chương trình là Jack Tapper và Dana Bass, cả hai đều là người dẫn chương trình tin tức nổi tiếng của CNN, sẽ sử dụng mọi công cụ sẵn có để đảm bảo thời gian và đảm bảo một cuộc tranh luận văn minh. Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhất trí về hai cuộc tranh luận trên truyền hình. Cuộc tranh luận thứ hai sẽ do đài ABC tổ chức vào ngày 10 tháng 9. Trước đó, những cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên này vào năm 2020 đã diễn ra căng thẳng. Bầu cử Mỹ 2024, cân tài cân sức. Ở một diễn biến khác, nước Mỹ ngày 19 tháng 3 vừa qua đã tiến hành bầu cử sơ bộ tại các bang Arizona, Florida, Illinois, Kansas và Ohio. Trong bối cảnh đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng Hòa đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành gương mặt đại diện cho chính đảng của mình ra tranh cử vào tháng 11 tới. Dư luận Mỹ đã bắt đầu đánh giá tương quan lực lượng và triển vọng của hai bên trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Dẫn nguồn tin từ báo tin tức liên quan đến bầu cử Mỹ 2024, theo giới phân tích, điểm mạnh của Tổng thống Biden nằm ở cử tri đoàn tại các bang lớn, cùng với những số liệu tích cực về lạm phát. Các tổ chức bầu cử của hệ thống chính trị Mỹ khiến ông có lợi thế với tư cách là một đảng viên dân chủ và sẽ nhận được sự ủng hộ ở một số bang lớn nhất của Mỹ. Vào ngày bầu cử, chắc chắn ông sẽ nhận ngay phiếu bầu của cử tri đoàn ở các bang California và New York, vốn có truyền thống ủng hộ đảng Dân Chủ. Ngược lại, ông Trump chắc thắng ở bang Florida. Bên cạnh đó, dù hàng tiêu dùng ở Mỹ vẫn còn đắt so với một năm trước và đắt hơn rất nhiều so với chính quyền tiền nhiệm, song chỉ số lạm phát ở Mỹ đang giảm. Nền kinh tế Mỹ nếu tiếp tục cải thiện trước ngày bầu cử tháng 11 tới sẽ tạo lợi thế cho Tổng thống Biden. Trong khi đó, thành tích kinh tế và sự ủng hộ của các cử tri trung thành là điểm mạnh của ông Trump. Bất kể biến động gì đang xảy ra trên thế giới, túi tiền là vấn đề mà hầu hết người Mỹ nghĩ
khi đi bỏ phiếu. Như vậy, cựu Tổng thống Donald Trump có lợi thế vì trong nhiệm kỳ của ông, nền kinh tế Mỹ vận hành khá tốt. Cùng với đó, ông Trump được ủng hộ rất lớn từ nhóm cử tri trung thành, bao gồm những người thuộc phong trào MAGA, đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, người Mỹ da màu và người Mỹ gốc Mỹ Latin. Vốn được hưởng lợi về kinh tế giai đoạn ông nắm quyền 2016-2020, rất nhiều người đã bỏ phiếu cho ông vào năm 2016-2020 sẽ tiếp tục ủng hộ ông một lần nữa. Bất chấp những rắc rối pháp lý, ông Trump nhận được sự ủng hộ 100% của những người MAGA. Đến nay, chính khách tỷ phú này đang vận động các nhóm thiểu số tốt hơn so với năm 2016-2020 và điều khá chắc chắn vào ngày bầu cử là rất nhiều cử tri thuộc nhóm đối tượng này sẽ đi bỏ phiếu cho ông. Về các hạn chế, với Tổng thống Biden, giới quan sát cho rằng ông đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, trong đó tuổi tác và sức khỏe, cả thể chất và tinh thần là điểm yếu lớn nhất. Thứ hai, nền kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn, rất nhiều người nghèo ở Mỹ trong tình trạng tồi tệ hơn so với 4 năm trước. Thứ ba, tình trạng nhập cư bất hợp pháp đã trở thành một thảm họa mà chính quyền phải thừa nhận là chưa thể khắc phục. Thứ tư, các cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến con trai ông là Hunter Biden. Cuối cùng là khoảng cách về mức độ nhiệt tình của cử tri khi nhiều người dù không ủng hộ ông Trump nhưng cũng không đi bỏ phiếu hoặc không bỏ phiếu cho ai, khiến ông Biden có thể bị thất thế hơn so với đối thủ. Về phần cựu Tổng thống Trump, thách thức đáng kể nhất là nhiều cáo trạng, nhiều phiên tòa, vốn không chỉ làm xấu đi hình ảnh cá nhân mà còn khiến ông tốn nhiều thời gian và sức lực cho mùa tranh cử khi phải thường xuyên có mặt tại các phòng xử án. Tuy nhiên, cử tri Mỹ đều cho rằng điều này không mới và trong các cuộc thăm dò, nhiều người vẫn ủng hộ ông. Trong hoàn cảnh đó, cả hai ứng cử viên đều có những phát biểu quan trọng được ví như cương lĩnh tranh cử, vạch ra đường hướng phát triển đất nước trong 4 năm tới để thu hút cử tri. Với Tổng thống Biden, bản thông điệp liên bang được ông trình bày hôm 7 tháng 3, chỉ 2 ngày sau bầu cử sơ bộ siêu thứ ba, là cơ hội để ông củng cố vị thế, gạt bỏ những lo ngại về tuổi tác và chứng minh cho cử tri thấy ông xứng đáng tiếp tục cầm quyền thêm một nhiệm kỳ 4 năm. Ông phát thảo kế hoạch cho nhiệm kỳ thứ hai nếu tái cử, nhấn mạnh những nỗ lực nhằm giảm giá thuốc kê đơn, cùng cam kết duy trì đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng Obamacare để đảm bảo bảo hiểm y tế cho người dân Mỹ, ủng hộ việc tăng thuế đối với các tập đoàn lớn và giàu có, cắt giảm thâm hụt ngân sách liên bang. Những cam kết trên cũng được ông Biden cụ thể hóa trong ngân sách đề xuất cho năm tài khóa 2025, bắt đầu từ tháng 10 năm 2024. Trong đó, phát thảo tầm nhìn chính sách cho nước Mỹ với một danh mục chi tiêu ước tính trị giá 7.300 tỷ đô la. Tương tự như một đề xuất chính sách trong năm bầu cử đối với cử tri. Về đối ngoại, chú trọng mục tiêu đảm bảo tương lai cho đất nước và duy trì cam kết với các đồng minh và đối tác, nhất là các liên minh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đảm bảo cạnh tranh và kiềm chế các đối thủ chiến lược là Nga và Trung Quốc, thúc đẩy hòa bình và an ninh ở Trung Đông, củng cố và nâng cao vai trò dẫn dắt của Mỹ tại các diễn đàn đa phương, đưa ra giải pháp cho các thách thức toàn cầu. Cựu Tổng thống Trump cũng nêu một số cam kết sau bầu cử siêu thứ ba để thu hút cử tri như mở chiến dịch trục xuất nội địa lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, xóa sổ các băng đảng ma túy, thay thế Obamacare, đóng cửa Bộ Giáo dục và đưa toàn bộ công tác giáo dục trở lại các bang, xây dựng 10 thành phố mới. Về đối ngoại, ông Trump tiếp tục yêu cầu các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tăng chi tiêu quốc phòng, tuyên bố nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine, khôi phục lệnh cấm đi lại với công dân một số quốc gia Hồi giáo. Trong chiến lược đưa việc làm trở lại Mỹ, ông cũng hứa sẽ tiếp tục thực hiện chính sách nước Mỹ trước tiên nếu đắc cử. Đề xuất của ông còn bao gồm kế hoạch kéo dài 4 năm nhằm loại bỏ dần tất cả hàng hóa nhập khẩu thiết yếu từ Trung Quốc, cũng như ngăn chặn Trung Quốc đầu tư vào Mỹ và chấm dứt các khoản đầu tư của công ty Mỹ vào Trung Quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng.
Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!